Chết rồi. Đánh lửa dã man chưa? Đánh lửa như mấy hàn. Ui trời, thì hỏng hết kẹp rồi. To thật. Tải một cánh quạt này ăn 24V, ăn 10A các bạn. Rồi, xin chào các bạn, thì lâu lắm rồi mới đi mua một tí đồ về chai về chơi cháo đấy. Thì hôm nay mình mới có thời gian rảnh ra cái chỗ tiệm về chai của ông mà vẫn hay ra. Ở trước mình vẫn hay ra lấy những cái bo điều tốc về để chia cho các bạn đấy. Ra đấy thì thấy một số đồ ngay hay lượm về nghịch đấy. Ra thì thấy nhiều thợ lắm, nhiều thợ đang ngồi phá dở các cái đồ để lấy đồ ra rồi đấy. Mình ra cũng may mình lượm được một số cái như thế này đấy. Và quay video lên cho anh em xem chơi cho vui thôi đấy. Thì đầu tiên mình được một cái này nó nhìn giống như con dơ le trung gian, nhưng ở bên trong lại không hề có một con dơ le nào, nó chỉ có một cái mạch điện nhỏ nhỏ đấy. Cái chân này cũng là dạng 8 chân này, có thể cắm được vào dơ le trung gian các bạn này. Cái chân này là chân của chân dơ le trung gian đấy. Trong cái hệ thống điều khiển tự động dùng PLC hay là dùng khởi động từ công tắc tơ ấy, là nó hay dùng cái con dơ le trung gian này. Nhưng tuy nhiên là trong cái này không có một con dơ le trung gian nào, chỉ có một cái cầu diode, mấy con diode này, mấy con tụ, và con này là con gì đây, nhìn rất là giống chi ắc, con này là con BCR8PM. Mình cũng chưa tìm hiểu nó là cái con gì đấy, khả năng nó là chi ắc rồi. Để lát nữa thì mình sẽ rảnh rỗi mình lên mạng mình xem cái chức năng của cái cụm này để làm gì. Khi mà mình thấy thì cái này đang vứt lăn vứt nóc dưới đất này. Mình nhìn thế nhưng mình nhặt đấy. Rồi thì được một cái bóng led 36W. Đây, nhìn cái dàn led thì còn khá là ok. Mình chưa có thấy dấu hiệu cháy nào cả, nhưng khả năng đây con này là chết nguồn này. Khả năng cao là chết nguồn này. À đây có một con bị ấy rồi. Đấy, khả năng là nguyên cụm led ở đây là chết rồi. Tí mình ngồi mình xem nào có bị hỏng con nào không, hỏng thì mình sẽ thay thế. Tiếp theo được một cái motor của Nhật luôn, Johnson. Cái này là trong cái hệ thống cái máy kéo cái gì đấy. Mình nói chung là khi mà mình tới ấy, thì đã có rất là nhiều thợ đã ngồi phá giỏ các máy rồi. Cái quán đấy là quán cho phá đồ để lấy từng bán lẻ từng cái linh kiện một bên trong rồi. Đấy, vẫn còn chạy ngon các bạn ạ. Nó có một cái mạch điện này. Cái này nhưng mà tuy nhiên là cái trục nó bị dơ rồi. Khả năng đây là ông nào cũng đập mạnh quá nên là nó ấy. Nó bị cong cái trục. Đấy. Rồi, bỏ sang bên nhá. Tiếp theo được con chiết áp 150k. 2W. Con này hôm bữa mình đo là vẫn còn còn khá là ok. Đấy, 2W 150k. Cái này mà chế cái mạch cản điện áp mà dùng chi ắc thì thôi rồi, phê đừng hỏi luôn. Đấy, rất là ngon, quay vẫn còn rất là mượt. Mấy cái món này là trong một cùng một cái hệ thống hết. Nhưng mà mình không lấy dây điện nên mình cắt ra mình lấy rời từng cái một. Dây điện để cho họ ở đấy họ tước lấy đồng và bán. Đấy. Tiếp theo được cái gì đây, nhìn giống như cái còi báo động nhưng mà bên trong lại có cánh quạt các bạn. Để mình tháo xem là cái này nó là cái món gì nhá. Nay về kiếm được cái đồ thì nay mới có thời gian rồi, mấy tháng nay mình học ở trên Hà Nội này. Thật ra là không có thời gian đi chế cháo cũng như là chế cháo. À motor thật các bạn. Để xem là nó chạy cái điện là 220V AC. Motor gì mà lạ đấy nhỉ.
Đây là cái loại motor mà nó giống như là của máy xay sinh tố bạn, chạy điện xoay chiều, có chổi than. Đấy. Đây. Tuy nhiên cái loại này nhỏ hơn. Không biết là còn chạy không. Khả năng cái cuộn bên ngoài là dây đồng à, dây nhôm các bạn, nhìn cái màu của nó nhạt lắm. Đấy, thường thường cái đồ mấy cái hàng nhái như này thì thường thường là người ta quấn bằng dây nhôm chứ ít khi có dây đồng. Có một cái máy này là cái máy như kiểu là đo nhiệt độ hay sao. Đấy, chạy điện 220. Thì nó ở trong cái tủ điều khiển của cái hệ thống ở trong xí nghiệp ấy. Thì mình cũng không rõ nữa. Thì không biết là nếu mà bạn nào biết ấy, thì chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. À đây, trong đây cũng có một con chiết áp 2W này các bạn này. Ô, ngon nhỉ. Đây. Con này là 1K thôi. 1K 2W. Với con 150K 2W nữa. Ngon, quá ngon luôn. Đấy. Chỗ này là tất tần tật, cái đống này là 110.000. Thì mấy cái đồ linh tinh này có cái mình xin cho không. Cái đắt tiền nhất ở đây nó là hai cái này các bạn ạ. Tiếp theo ở đây mình có một cái con tụ này. Ở trong cái máy động cơ. Động cơ của cái máy đảo vữa ấy, nhưng mà người ta phá rồi, đối tượng người ta bỏ đi. Thì một con nó là tụ gốc, nó bị phù rồi. Còn con này là tụ thay. Đấy, 450V AC, 40W, 40 microfarad. Mấy nữa thì mình sẽ cho nó chạy thử với cái quạt. Không thì mình dùng cái này để chế cái nguồn cho cái bóng đèn LED cũng được. Đấy. Để mình thử đo xem là cái dung lượng của nó còn đủ nhá. Đây. Úi giời. 40.2W. À, chứng tỏ tụ vẫn còn tốt các bạn. Không cần thử với điện luôn, tụ vẫn ngon, rất là to. Cầm chặt trong lòng bàn tay luôn. To ngang với lại con đồng hồ Allen 808 mình. Đấy. Tiếp theo đến hai cái thành phần đắt nhất. Đây là chính là hai cái động cơ. Cái này là động cơ điện 220V 50W, có chổi than. Đây chổi than nó vớt đây này. Đấy. Bao gồm cả cái giảm tốc với lại cái khớp nối mềm. Giảm tốc khớp nối mềm ở chỗ này. Đây. Chổi than các bạn có thể nhìn nó ở đây này. Không biết trên video các bạn nhìn không? Rất là nặng luôn. Để mình thử cho các bạn xem nhá. Cái này thì mình gạ ông mãi ông bán cho giá là 60.000. Tính là cái này là tổng cộng là gần 10 cân sắt. Với lại ông ấy lấy thêm tí nữa này thì còn là 60.000. Đấy, thì cái motor này nó chạy cái điện một chiều nhá. Đây là chúng ta, chỗ này là cần cho nó vào cầu diode. Đấy. Để mình lấy cái nguồn điện mình cấp cho nó nha. Đây. Nguồn thì lấy ở trong kích điện này. Bất kỳ cái gì mà liên quan đến điện 220 mình đều dùng với lại kích điện cho nó an toàn. Mình không chơi biến áp cách ly. Đây kích điện rồi nhá. Ui giời. Êm ru. Đấy. Mình cho các bạn xem này. Đấy, êm ru. Cái này khả năng rất là khỏe đấy. Mấy nữa mình chế cái
mấy đứa mình chế cái máy cái này mà để chế cái máy nướng vịt. Thôi rồi lượm ơi các bạn. Đấy, cực kỳ ngon luôn. Đó, rất là êm. Này mà 60.000 kể ra được con này thì tuyệt vời rồi. Đấy, tạm thời thế nhá. Rồi, bỏ này xuống đã. Rồi, món cuối cùng là món trị giá 40.000. Thì đây nó là cái động cơ. Quạt sò của xe ủi các bạn, xe lu ấy. Cái xe mà đi làm đường mà nó có cái bánh bằng sắt to ấy. Đấy, đi để đầm cho nó đất cát nó chặt xuống ấy. Đấy, chỗ mình người ta gọi là xe lu. Rất là to luôn các bạn ạ. Đây. Thông số của nó thì rất là đầy đủ luôn. 12V. Các thứ này. Đấy. Thì cái chỗ này ấy nó không có đường dây ra. Các bạn nhìn không có đường dây ra đúng không? Rất là to luôn, cầm đầm tay luôn các bạn. Có thêm một cái cánh quạt nữa, cánh quạt lồng sóc này. Đấy. Thì các bạn để ý là chỗ này có một con ốc này. Thì cái điểm này nó sẽ là cái điểm cực dương. Và cái vỏ này nó sẽ là cực âm. Đấy. Để cho mình thử nguồn để cho các bạn xem nó mạnh đến cái cỡ nào nhá. Đây mình có cái nguồn là 24V. Cái này nó chạy điện 24V các bạn nhá. Cực dương kẹp vào đây. Đấy, còn cực âm thì kẹp vào gió các bạn này. Ấy, các bạn nhìn chưa? Lổ như máy hàn luôn các bạn nhìn này. Ui, ra màn nó thổi. Đấy, 40.000 motor này. 24V này mà chế đậy cái úp cái lồng của nó vào. Xong rồi chế cái máy bơm chìm thì thôi rồi lượm ơi các bạn ạ. Ấy, các bạn nhìn chưa? Nhìn ranh lửa dã man chưa? Cái này không biết là motor của nước nào nhưng mà nó làm cái cánh này cực kỳ là chuẩn luôn. Rất là chuẩn. Quay không có một tí rung lắc nào các bạn. Thì các bạn 120.000 mà 110.000 mình bỏ ra cái đống này. Các bạn thấy là như vậy là được hợp lý hay chưa thì bình luận là cái phần bình luận của mô tả bình luận của cái phần bình luận ở cái video này nhá. Đấy. Rồi. Thì ngày hôm nay đi kiếm được ít thì về quay cho các bạn xem chơi thôi. Cái motor này 224 rất là nặng luôn, hai cái này nặng gần ngang nhau luôn. Rất là nặng. Đấy, cực kỳ ngon luôn. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.